bích nụ xinh đẹp, một bông hồng long lanh. Anh rất muốn đến chăm sóc cho em thật nhiều, không để em mãi chìm trong những phải làm sao vì em đã có người yêu rồi. Thôi thì mong sao người bên em sẽ như em ước mơ. Mọi điều hạnh phúc sẽ đến bên em người ơi, để bông hồng kia mai đẹp theo năm. Gặp nhau chỉ để làm bạn, nhưng trong trái tim anh vẫn có một chút tình cảm, một chút thôi dành cho em. Alo. Dạ, alo. Dạ cô ơi, con gái của cô mấy em gái nó nghỉ học, nó đi chơi với trai con trong viên hậu trắng đó cô. Cái gì? Thiệt không con? Thiệt không? Chắc chắn mà. Dạ. Cô không tin thì cô cứ đến thử xem. Cho tụi mày thấy cái cảnh. Bởi vì người ta nói không có sai mà. Tao nuôi mày cực khổ á, ăn học không lo ăn học, vừa đàn đứng đi chơi vậy là chơi vậy. Tại sao mày? Ôi cô ơi, cô ơi, cô ơi, sao cô đánh thằng Duy vậy cô? Con tôi đuổi anh chạy tôi chứ. Cô ơi, Tường Vi đi chơi là vì con rủ cô ơi. Cô muốn chửi muốn đánh gì cô đánh con đi. Cô đừng đánh Tường Vi, tội nghiệp mà cô ơi. Tôi đánh con tôi à? Cô không có gì mà nói. Cô không được quá đáng gì nghe chưa. Tại sao cô đánh Tường Vi biết bao nhiêu con người ở đây như vậy đó? Làm cái gì quá đáng? Tại sao cô lại đánh bé nó ở đây? Cô biết có biết bao nhiêu người ở đây không? Có hai người có thể đi ra chỗ khác có thể nói chuyện mà. Còn mày nữa, tao cũng không có chết mà đi như mày đâu. Trời đất ơi, bê đi. Ừ, tôi bỏng má rồi. Vấn đề đây không phải là cái gì hết trơn á. Tôi bê đi, tôi bỏng cái gì chẳng nữa, nhưng tôi không có làm gì tôi phá hết trơn á. Bà tin á hả? Là tôi nói tôi với ba tôi hả? Là bà nè, đề nè, cờ bạc nè, bà tin tôi gọi điện cho ổng không? Mày dơ mà. Dạ. Ê cô, cái gì cô từ từ nói cô ơi. Cái gì từ nói cô? Mày dám hỗn với tao hả? Tao thấp mày luôn á. Cô ơi. Đi, đi em. Cô đâu ai nữa. Đi. Đi đi. Thôi lại đây coi. Vy. 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 Thank you.
trật tự, trả bài cho thầy. Có bạn nào xung phong không? Không xung phong thì tôi gọi. Danh Hiền. Em bắt thầy. Lộn. Danh Hiền. Em nói cho thầy biết coi, H2O bao gồm bao nhiêu nguyên tử? Dạ thưa thầy, câu này quá dễ, nhưng mà em chưa học bài. Hỏi xuống. Không điểm, về chép phạt 100 đồng cho tôi. Trời ơi, chép hoài. Học hành không lo học hành. À quên nữa, sẵn đây thầy thông báo cho các em một tin. Trường chúng ta sắp tổ chức cuộc thi nét đẹp học đường. Nhưng mà thể lệ năm nay rất là khó. Ai học giỏi, hạnh kiểm tốt, có khả năng ca múa hát diễn mới được đăng ký thi, biết chưa? Có ai xung phong hay đề cử ai không? À thầy, Tường Vy thầy. Tường Vy hợp với thầy. Nhưng mà Tường Vy đâu có biết hát đâu. À, Phúc, Phúc, ông nói là ông sẽ giúp Tường Vy hát đi Phúc. Vy yên tâm đi, cứ đi thi chuyện hát để Phúc lo. Hạnh phúc của anh là những nụ cười của em, là mỗi khi ta gần nhau anh thấy lòng mình thật bình yên lạ kỳ. Và hạnh phúc của anh là mỗi sớm mai anh thức giấc, đọc được những dòng tình em gửi trong đó lời yêu thương thật hồn nhiên. Và giờ cần người duy nhất bên anh là em thôi, chẳng phải là một ai khác xa xôi ở nơi đâu. Chỉ cần một trái tim luôn thật lòng cùng anh, sẽ chia bao vui buồn là một điều mà anh muốn nói em nghe từ lâu nay. Mình sẽ cùng nhau đi tới, đi muôn nơi dù chẳng sao. Chẳng ai nắng mưa hay là những khó khăn, thì anh chỉ cần có mỗi em bên cạnh anh trong cuộc đời anh thôi. Hạnh phúc của anh là những nụ cười của em, là mỗi khi ta gần nhau anh thấy lòng mình thật bình yên lạ kỳ. Và hạnh phúc của anh là mỗi sớm mai anh thức giấc, đọc được những dòng tình em gửi trong đó lời yêu thương thật hồn nhiên. Và giờ cần người duy nhất bên anh là em thôi, chẳng phải là một ai khác xa xôi ở nơi nè. Sân thượng không phải là cái nơi mà để tụi em tập luyện rồi chơi đùa trên đây nghe không? Đi xuống, đi xuống. Tường Vy ơi, có sao không Tường Vy? Trời ơi. Chắc là Tường Vy bị chặt chân rồi đó, đau quá à. Phúc nghĩ là Tường Vy không đi nổi nữa đâu. Thôi Phúc cũng Tường Vy nha. Nha. Thôi bây giờ đang. Thôi Phúc ốm yếu không sao mà cõng đó. Trời ơi, người ta ốm yếu mà ta đứng lên. Nè, đứng lên. Chỉ đứng một chân này đây, đứng một chân này thôi nha. Rồi. Thank you.
Một phát ăn ngay nha, hai ba diễn. Vô cái học sinh diễn từ đây đúng không? Từ đúng không? Bây giờ ê thầy luôn hả? Ê thầy. Thì em đâu giống ai đâu. Rồi, bây giờ Tường Vy hát theo mình nha. Lát nữa nhạc lên, xong rồi hát nữa nào thì Tường Vy hát như vậy nha. Rồi, Tường Vy hát 2 phút nha. Mình sẽ cùng nhau đi tới, đi muôn nơi dù chẳng sao. Chẳng ai đắm đuối là những khó khăn. Nè bây giờ bây giờ Phúc mở nhạc lại nha. Bây giờ Phúc hát như thế nào thì Tường Vy hát theo Phúc vậy nha. Và giờ cần người duy nhớ bên anh là em thôi. Vậy hả? Nè Tường Vy nghe Phúc nè. Và giờ cần người duy nhất bên em là anh thôi. Nhưng nụ cười của em là mỗi khi ta gần nhau, anh thấy lòng mình thật bình yên lạ kỳ. Và hạnh phúc của anh là